Xin chào mọi người. Thì như các bạn đã biết thì Samsung mới đây đã cho ra mắt một phiên bản giới hạn của Galaxy S7s, và đó chính là Galaxy S7s phiên bản Batman. Và phiên bản này mặc dù chưa chính thức bán ra trên thị trường, nhưng mà hiện tại chúng ta có thể cài được cái giao diện, cái theme của S7s Batman để có thể trải nghiệm trước. Mình thấy là đây là một bộ theme rất là đẹp và nó khá là độc, không phải máy nào cũng có thể cài được, chỉ có những máy mà ví dụ các bạn giữ vào đây đó, nó hiện ra, nó cho phép cài đặt theme bên ngoài và thì các bạn có thể mới cài đặt được. Ok, thì trước tiên nếu mà muốn sử dụng giao diện này thì mình sẽ phải tải hai file này. Mình sẽ đính kèm ở dưới phần mô tả của video cho các bạn có thể xuống đấy để download. Ok, vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Thì trước tiên các bạn sẽ phải mở cái file theme lên. Đây mình đã download sẵn rồi, đây nó là một file zip có dung lượng là 27 gần 28 MB. Thì các bạn ấn vào thôi, nó giải nén ra đấy, ấn vào cái chỗ đuôi APK này thì nó sẽ bắt mình cài đặt. Ok, ở đây mình cài đặt rồi thì mình sẽ ấn hủy, còn các bạn mà chưa cài đặt thì các bạn ấn cài đặt nhé. Thì nếu mà máy sẽ hỏi nó có các bạn có muốn cài cái theme đó hay không, thì các bạn ví dụ như này, đầu tiên máy sẽ ở trạng thái như này. Nếu bạn nó hỏi bạn thì bạn sẽ ấn tích cái này lên, ấn ok, đó nó sẽ cho phép bạn cài ứng dụng đó. Ok, sau khi cài rồi thì chúng ta sẽ tải tiếp một cái phần mềm nữa, đó là Packet Disable Pro. Thì phần mềm này có trên FPM, thì mình cũng đặt link ở dưới bên dưới, các bạn có thể tải về. Ok, và sau khi đã cài nó sẽ thoát ra màn hình home. Thì tùy từng máy các bạn sẽ thay đổi theme khác nhau. Ở đây mình dùng Samsung nên là các bạn sẽ ấn giữ vào màn hình chính và nó sẽ yêu cầu đổi theme ở đây. Thì đây các bạn có thể thấy là nó hiện ngay lên cái theme Batman ở đây rồi. Thì nó hiện chữ dùng thử. Thì chúng ta sẽ ấn dùng thử, ấn áp dụng. Ok, nó đang loading. Đó, thì các bạn có thể thấy đây mình đã loading xong. Thì cái phần mềm này nó chỉ là dùng thử thôi, nên là ví dụ các bạn muốn sử dụng lâu dài thì các bạn phải sang bước thứ hai, đó là bước cài đặt cái sử dụng ứng dụng này để mà vô hiệu hóa hai cái phần mềm trong máy đi. Thì các bạn này nó sẽ hỏi bạn về vấn đề bảo mật thì các bạn cứ xác nhận cho nó. Đó, thì các bạn sẽ tìm đến cái chỗ cửa hàng theme. Đây, vô hiệu hóa ra đi. Cái này nó có khá là nhiều nên là đây các bạn ấn cái theme này nữa. Ok, vậy hai cái này là xong. Chúng ta bây giờ có thể toàn toàn có thể trải nghiệm được cái này mà không cần sợ là một ngày nào đó nó sẽ bắt các bạn quay trở lại cái ứng dụng cũ. Đây thì cái theme này mình thấy nó khá là đẹp đấy, nó nếu ai là fan của Batman thì sẽ cảm thấy rất là vui đó. Thì đây là theme để cũ gọi đó, các bạn có thấy nhìn đó khá là đẹp luôn. Đây có những cái theme mặc định thì nó có thể đổi được, nhưng mà những cái từ bên thứ ba vào thì nó chưa đổi được. Đó thì nó chỉ như này thôi. Ok, và chúc các bạn thành công.